cho cô Bình Nguyễn. Gương mặt thì phải nói là cực kỳ khác biệt của cô Bình. Các bạn có hai đội lưu ý các bước ở phía sau khu vực an toàn của các bạn. Thank you.
bao nhiêu lên, này, họ có phòng thủ đấy, tập trung vào. Kobe 29 độ, một là ném 3 điểm, mà khi họ đi vào bên trong mới là chỉ có đánh rổ, còn lên rổ rồi. Sát rồi, chứ hầu như không có thả rổ đi thôi. Bước trái của bóng cao biên, ngã thi đấu còn 6 phút. Chúng ta kết thúc trận đấu. Hà Nội tiếp tục đang chiến thắng với tỷ số 39-29.